Quý vị khán giả của Phố Bình Sơn TV, quay trở lại với quý vị ngày hôm nay là một khách mời cho chương trình phỏng vấn của chúng ta. Đây là anh Quý Ly, một công dân Hoa Kỳ, một người gốc Việt, nhưng mà hiện bây giờ là anh đang làm việc tại Việt Nam, và đồng thời anh là một trong những người đóng góp rất là quan trọng trong cái hệ thống của cái xe VinFast này. Xin mời anh Quý cùng giải thích và giới thiệu về anh cho mọi người cùng biết. Ok, tôi là làm là giám đốc cho cái ADS Quality Assurance, ta make sure là chiếc xe này lái tự động hay là cái hỗ trợ tự động gì đó, là cái này là safe 100% theo tiêu chuẩn quốc tế ra thị trường. Thì cái đó là tôi phụ trách cái này. Dưới tôi lại có 70 người làm việc chung nhau về phần này. Ngoài ra cũng còn hợp tác với bên nước ngoài nữa, ở bên châu Âu, Đức, bên Pháp, bên Thổ Nhĩ Kỳ, bên Ấn Độ, bên Mỹ, thì bên Trung Quốc nữa. Mình tất cả mình có hợp tác với nước ngoài. Ta make sure là cái hệ thống này nó là 100% là safe. Tới an toàn là số 1. Thì đó là phụ trách của công ty Vantex. Vantex là một cái công ty dưới tập đoàn là Vingroup, tôi kể là cũng như VinFast vậy đó, nhưng mà phụ trách về phần này cho chiếc xe. Được. Dạ. Cảm ơn anh Quý. Anh Quý nói về vấn đề an toàn của cái xe thì chắc chắn là với cái kinh nghiệm của anh làm rất là nhiều hãng Âu Châu cũng như là bên châu Á cũng như là Ấn Độ, thì theo anh Quý là cái kỹ thuật này đó, nó anh có thể giải thích trong cái ngôn ngữ bình dân cho mọi người cùng hiểu được không? Là làm sao mà cái xe nó, anh nói đến sự an toàn trong khi nó là một cái vật thể di động, mà anh nói là nó an toàn thì như thế nào ạ? Đúng. Thì khi mà mình làm nó cho là cái phone hay là cái tivi gì đó là nó không có chạy, là không có ảnh hưởng gì ai hết, không có chết chóc không gì đó, phải không? Nhưng mà chiếc xe là nó có quan trọng, tại vì nó di động, là nó đi động, không có nghĩa là an toàn của mình, an toàn của những người kế bên nữa. Do đó mình phải có một cái phương pháp có cách, thì trong cái ngành xe đó là nó có gọi là vi mã đồ, tức là mỗi một cái làm thế nào, cái phương pháp thế nào, cái process thế nào phải đúng theo cái tiêu chuẩn. Thì khi mà mình làm cái này đó thì mình phải bắt đầu là simulation ở trong cái lab đó. Simulation cái việc gọi là gì anh cũng không biết là dịch mô hình kích động á. Là dùng cái mô hình đó, khi mà mình develop làm sao mô hình là model in the loop, mô hình thế nào nó chạy thử rồi trong cái software đó để mô phỏng cái con đường bên ngoài, cũng như hoàn cảnh bên ngoài, cũng như là mưa nắng hay con đường nó có đường cong, đường có dốc gì đó, mình sẽ mô phỏng trong cái máy tính để mình simulate này, simulate rất nhiều và tình huống, make sure là nó ok, giả định rồi. Sau đó đó thì mới tiếp tới đó là đem vô lại gọi là proving ground, tức là đem đi là ở bên bà Tây đó, là bên Tây Ban Nha hay là Portugal? Tây Ban Nha. Thì mình là mướn một cái chỗ là fast track, là cái test track đó, là trong test track là trong đó là bên người ngoài vô không được, đó là lập theo con đường bên ngoài, nhưng mà mình sẽ có con robot, có dummy đó, đến để giả định là xe đang chạy, có một người băng qua đường trong vòng 3 mét hay 5 mét đó, xe có thắng kịp không? Hay là xe có detect được là ok, cái object đó là chiếc xe chạy trước của mình không? Đấy, thì hay là cái làn xe gì đó, hay là cái traffic sign gì đó, right? Thì trong cái đó mình hoặc là bất cứ cái vật thể nào, mình đo lường, mình đo đạc, là có robot, mình có là như chiếc xe kia là nó có là GPS, cho mình GPS mình biết cái khoảng cách, cái tốc độ để mình có thắng có kịp không, mình thắng có smooth không? Thì cái đó là trong cái proving ground. Sau đó thì tất cả những này làm xong hết đó, thì mới ra là cái khâu sau cùng nữa. Thì bên mình ở đây đó là làm về cái public road testing, là đem ra ngoài đường, là trên bên Mỹ này đem rất nhiều tiểu bang là test, là từ là ở bên là núi nè, từ là đường thông thường nè, từ trời nắng trời mưa nè, đấy, từ tối ban đêm là ban ngày nè, từ cái đường cong nè, đấy là tất cả những test. Test là rất nhiều mileage, là con số này rất nhiều, rất cao mileage. Là Mỹ nè, châu Âu, 4-5 nước ở châu Âu, còn Việt Nam nè, còn Canada. Mình test tất cả những mình test hết. Cái thời gian, cái mileage này rất nhiều, là cái km rất nhiều. Để mình biết là đi ra ngoài thiệt đó là nó thế nào. Tới mình, và có nghĩa là mình đã thử trên rất nhiều địa hình và rất nhiều nước. Thế thì có thử trên rất nhiều cái điều kiện thời tiết không anh? Tại vì bên này có những thời tiết rất là khắc nghiệt, ví dụ như là tuyết hay là lũ hay là mưa. Dạ, mình sẽ là tuyết, là trời mưa, hay là có đem ra Arizona cũng như là cái nóng, nhưng mà
cái bụi bụi bặm đấy, thì mình test những cái dùng này.